California of Los Angeles, chuyên khoa về gây mê và chuyên dạy các bác sĩ tốt nghiệp về rượu bia. Lãnh giải thưởng Teacher of the Year trong 2 năm liền. Cựu đại úy bác sĩ quân y, y sĩ trưởng tiểu đoàn 1 nhảy dù năm 72-73 và 74-75 là y sĩ trưởng của lữ đoàn 2 nhảy dù. Các chiến trường An Lộc, Tây Nguyên, Thượng Đức, Quảng Trị, ông đều có mặt. Kính thưa quý quan khách, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp có một chương trình văn nghệ chủ đề lính phạt quê hương như thế này. Ngoài những tài năng địa phương như keyboard nổi tiếng Hoàng Lan, cùng guitarist quen thuộc là anh Quang Sơn, âm thanh Chọn Lọc, Minh Sách, chúng ta còn có các nghệ sĩ với tiếng hát ngọt ngào Chọn Lọc thành danh thuộc cộng đồng như bác sĩ Quế Hòa, Thanh Hùng, Ngọc Sương, Thanh Vân, Vĩ Đức, Quế Thanh và Hoài Hương. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ có sự đóng góp của vị khách đặc biệt mà chúng ta vừa nói là bác sĩ Phạm Gia Cổn, người đã thu tóm các chữ sĩ vào trong người của ông, cũng là một ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, trưởng ban nhạc Star Band tại Hoa Kỳ và đặc biệt thổi kèn saxophone trứ danh không thua gì Lê Tông Quốc và Trần Mạnh Tuấn. Và với sự góp mặt đặc biệt đêm nay, chắc chắn văn nghệ đến văn nghệ chúng ta sẽ rất đối tuyệt vời với lời ca tiếng hát, tâm tình kỷ niệm thân thương cùng những người lính đáng yêu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón nhạc sĩ saxo Phạm Gia Cổn, các ca sĩ Kiều Hạnh và Thu Nguyên trong phái đoàn của bác sĩ và toàn thể anh chị em, các anh em nghệ sĩ tại Brisbane. Và trong phần giữa chương trình chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn tâm tình cùng bác sĩ Phạm Gia Cổn. Mong quý đồng hương chịu khó ở lại đón nghe. Và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bản hợp ca đầu tiên. Các anh chị em trong bản hợp ca chuẩn bị lên đây để chúng tôi giới thiệu. Cảm ơn anh kiệt lớn giữa thù hằn, thấp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh. Người nằm yên bao lâu quên trong sương khói vạn hiu, người về mang thương đau chưa nghe ai nhắn gửi tên. Nghìn lời hát vang vang, nghìn lời hát trong tôi. Cảm ơn anh, người chiến sĩ vô danh. Sẽ mở đầu chương trình với toàn ban học ca nhạc phẩm Cảm ơn anh của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón. Cảm ơn. Trong huyệt lạnh, hay người đau thầm lặng.
Thưa quý quan khách, anh về với em rồi mai lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, sẽ không bao giờ ngăn cách trong tim. Nhạc phẩm không bao giờ ngăn cách sẽ được trình bày qua những ca nữ khả ái, duyên dáng, chuyên về bolero và cũng là người yêu của lính. Đây, tiếng hát hoài hương với nhạc phẩm không bao giờ ngăn cách của Trần Thiện Thanh. Xin quý vị cho hòa hương một tràng pháo tay. Xin cảm ơn anh Xanh và Hoài Hương xin trân trọng kính chào tất cả quý vị hiện diện nơi đây và đặc biệt là sự hiện diện của bác sĩ Phạm Gia Vượng và phái đoàn. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một nhạc sĩ đã đạt được tới mức sáng tác những bài hát về lính rất là nhiều và mang tới con số kỷ lục. Và hôm nay để tưởng nhớ tới nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng như để đón chào bác sĩ Phạm Gia Cổn. Ngày xưa bác sĩ cũng là một người lính mũ đỏ, cho nên hôm nay thì tình cảm của tất cả những người hiện diện nơi đây đối với bác sĩ sẽ không bao giờ ngăn cách như lời bài hát sau đây.
đầu tiên tôi được nghe Hoài Hương hát, cái tuyệt vời quá. Kính thưa quý vị, ai nói với em nếu anh lờ đến, không biết nói yêu mỗi khi gần em. Ai nói với em tình mình gian dở, vì đời đến nhiều gian khổ, yêu chi cho lòng mong chờ. Một lần nữa, qua giọng ca Hoài Hương sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Ai nói với em của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Xin quý vị cho tràng pháo tay cho Hoài Hương. Tiếp tục. Xin cảm ơn quý vị nghe tâm tình của người lính nói với người yêu của mình trong thời chiến.